ngăn cách. Mới tiện mình đi ra ra cái giờ rồi nó qua giờ ngăn cách sao quá. Xem thế thì xin mời chị Liên chuẩn bị. Chúc các anh chị buổi tối ngày thật vui vẻ. Cũng bài hát này là không bao giờ ngăn cách, cũng xin gửi tặng đến các anh chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để gìn giữ Việt Nam. Và sau đó John.